À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết tiếng Việt lớp 1, bộ sách cánh diều. Bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục ôn tập giữa học kỳ 2. Đó là phần số 2, đọc hiểu. Cùng cô đi thực hiện các bài tập nhé. Bài tập số 1, yêu cầu chúng ta nối từ ngữ với hình. Ở đây cô có tất cả là 6 bức hình và 6 thẻ chữ. Chúng ta sẽ cùng quan sát các bức hình trước và nối tương ứng với các thẻ chữ nhé. Bức hình đầu tiên, vẽ một con ngôi sao. Bức hình số 2, vẽ hình ảnh của một vầng trăng và trăng này thì đã bị khuyết mất rồi. Bức ảnh số 3, đây chính là một ngôi nhà vào ban đêm, đêm khuya đúng không nào? Bức tranh số 4 là hình ảnh của một một cái thuyền ở trên biển. Bức tranh số 5, đây chính là một dòng suối đang chảy, nước đang chảy. Và số 6, bức tranh này vẽ hình ảnh của một nhà ảo thuật với các dụng cụ để phục vụ biểu diễn cho tiết mục ảo thuật của mình. Cùng cô đọc các thể chữ nào. Suối chảy, hươu sao, đêm khuya, trăng khuyết, ảo thuật, thuyền buồm. Chúng ta sẽ cùng thực hiện nối tương ứng nhé. Đầu tiên, cô sẽ nối từ đầu tiên, đó là từ suối chảy với bức tranh số 5. Tiếp theo, thể chữ thứ 2, hươu sao, chính là bức tranh số 1, cô nối với bức tranh số 1. Đêm khuya, đây chính là từ ngữ tương ứng với bức tranh số 3. Trăng khuyết, đó chính là bức tranh số 2. Ảo thuật là bức tranh số 6. Thuyền buồm, đây chính là bức tranh số 4. Vậy là bài tập số 1, cô trò chúng ta đã dễ dàng hoàn thành xong rồi đấy. Cùng cô chuyển sang đến phần số 2. Đây chính là một bài đọc và chúng mình sẽ cùng lắng nghe cô đọc mẫu trước, đọc thầm theo và nghiên cứu thật kỹ để trả lời các câu hỏi sau đây nhé. Cùng lắng nghe cô đọc. Quà tặng mẹ. Cô thỏ có 7 con, chẳng lúc nào cô có thể nghỉ ngơi. Sáng hôm ấy vào bếp, cô thỏ nhìn thấy một miếng bìa có những hình vẽ ngộ nghĩnh. Cô cầm lên xem, đó là tấm thiếp đàn con tự làm. Giữa tấm thiếp là dòng chữ chúc mừng sinh nhật mẹ. Cô thỏ ấp tấm thiếp vào ngực, nước mắt vòng quanh. Cô cảm thấy bao mệt nhọc tan biến hết. Phỏng theo 365 chuyện kể mỗi ngày, Thu Hương kể. Và vậy là chúng mình vừa lắng nghe cô đọc mẫu rồi đúng không nào? Bây giờ các con sẽ cùng đọc lại theo cô ở từng câu một trong bài đọc này và suy nghĩ thật kỹ cũng như là nắm chắc nội dung của bài đọc để trả lời được câu hỏi nhé. Quà tặng mẹ. Cô thỏ có 7 con, chẳng lúc nào cô có thể nghỉ ngơi. Sáng hôm ấy vào bếp, cô thỏ nhìn thấy một miếng bìa có những hình vẽ ngộ nghĩnh.
Cô cầm lên xem. Đó là tấm thiếp đàn con tự làm. Giữa tấm thiếp là dòng chữ. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Cô thọ ấp tấm thiếp vào ngực, nước mắt vòng quanh. Cô cảm thấy bao mệt nhọc tan biến hết. Vậy là chúng mình vừa đọc thầm cùng cô rồi, bây giờ hãy cùng trả lời câu hỏi sau đây nhé. Chọn từ em cho là thích hợp để hoàn thành câu, cô có tất cả là 4 thể từ như sau: ngoan, hiếu thảo, hạnh phúc, cảm động. Chúng mình sẽ cùng chọn và điền cho cô vào hai ô trống này cô đang để. Các con của thỏ mẹ rất 3 chấm. Thỏ mẹ rất 3 chấm. Chúng mình điền như thế nào nào? Các con của thỏ mẹ rất là hiếu thảo. Do vậy cô sẽ điền ở đây đó là từ hiếu thảo. Và các con của thỏ mẹ hiếu thảo như vậy và thỏ mẹ cảm thấy rằng thỏ mẹ rất cảm động. Ở đây cô đã điền hai từ đó là từ hiếu thảo và từ cảm động. Chúng mình cũng có thể điền những từ khác, ví dụ như con điền như sau: các con của thỏ mẹ rất ngoan, thỏ mẹ rất hạnh phúc. Đó cũng là một đáp án. Chúng mình sẽ cùng tìm hiểu thêm xem các con có thể điền được thêm những từ nào nữa vào đây nhé. Vậy là bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong những video bài giảng lần sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.